Sáng ngày 23 tháng 9, tại phiên khai mạc triển lãm và diễn đàn công nghệ đổi mới sáng tạo, lĩnh vực khách sạn, tổ chức ở Đà Nẵng, các doanh nghiệp đã đưa nhiều robot phục vụ trình diễn. Trên khán đài, một robot lễ tân trong trang phục nón lá, áo dài cổ phục tương tác với người dẫn chương trình. Trên sân khấu, con robot này thực hiện các động tác chào đón khá thành thục. Mẫu robot này cũng đọc lời chào mừng, lý do mình có mặt tại Đà Nẵng. Trong không gian trưng bày các sản phẩm công nghệ, một mẫu robot phục vụ khác cũng đon đả như một nhân viên bẩn cán, phục vụ đồ ăn, nước uống cho quan khách. Ông Hồ Thanh Tâm, giám đốc công ty tư vấn và quản lý khách sạn Tam Tam Đà Nẵng cho biết, robot này được doanh nghiệp nhập từ Trung Quốc. Đây là robot phục vụ trong khách sạn. Dựa trên lập trình sẵn, robot có thể mang đồ ăn, nước uống và dụng cụ tới tận các vị trí theo yêu cầu. Quanh robot có các cảm biến nên sẽ tự điều hướng hành trình, tự động tránh khi gặp vật cản. Ngoài ra, một mẫu robot phục vụ ngoài trời cũng được doanh nghiệp đưa tới. Mẫu robot này có hình dạng như một xe đẩy thu nhỏ, có khả năng di chuyển ở địa hình, điều kiện phức tạp. Được biết, triển lãm và diễn đàn công nghệ đổi mới sáng tạo, lĩnh vực khách sạn diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9, chương trình miễn phí cho khách tham quan trải nghiệm.